Thế nên bạn phải bấm vào nút kích hoạt não người kia kìa. Tích cực là gì? Khen ngợi, ghi nhận, yêu thương thì mới kích hoạt não người. Lúc đấy con mới biết phân tích đúng sai, mới là người chứ. Nhưng cứ đi chê bai, chỉ trích, đay nghiến, chút rác vào thì chẳng kích hoạt não bò sát. Mà bò sát nó chỉ có 3 trạng thái như kia thôi. Ba não. Não đầu tiên ấy, sờ vào đằng sau này này, đây là não bò sát. Phần này là não thú này. Não thú này, sờ vào chỗ này này. Và phần này là top, chính là não người. Người đây này, đây mới là người này. Thế thì khi mà thông tin đi vào thì thông tin sẽ đi vào thông qua 5 giác quan. Chúng ta có 10 giác quan cơ, nhưng hôm nay tôi đang nói đến 5 giác quan: mắt, mũi, miệng, tai, xúc giác. Và nó sẽ tiếp xúc với não thú đầu tiên. Nên là khi thông tin đi vào thì đầu tiên thông tin này, viết tắt nhé, TT là thông tin nhé, sẽ vào não thú đầu tiên. Não thú. Và khi mà thông tin tiêu cực, khi thông tin tiêu cực thì nó sẽ chuyển xuống não bò sát. Não bò sát. Đây là thông tin tiêu cực. Và khi chuyển xuống não bò sát thì nó sẽ có 3 trạng thái. Bao nhiêu các anh chị con của mình nhìn thấy mình là nó biến luôn thì comment số 1. Con của mình nhìn thấy mình phát nó chuồn luôn, ú té quyền luôn. Bao nhiêu các anh chị con mình nó có thể chiến lại mình, cãi lại mình, bật lại mình thì comment số 2. Và bao nhiêu các anh chị con của mình nó sợ hãi mình thì comment số 3. Sợ hãi mình luôn ấy, hay là sợ hãi bố nó, ví dụ như thế thì comment số 3. Thì thực tế là như thế này, não bò sát nó có 3 trạng thái. Trạng thái chiến, chiến đấu đấy, trạng thái biến và trạng thái liệt. Nên là có một số cha mẹ dạy con bằng cách đánh con, quát tháo, dọa nạt con ấy, và con ngồi thu mình ở trong góc và nó đơ lại. Đấy là trạng thái liệt các anh chị, trạng thái liệt luôn đấy, khi mà thông tin tiêu cực. Và khi mà thông tin tích cực thì sẽ thông tin sẽ chuyển. Nên não người, đây phải là thông tin tích cực. Và vì vậy não người thì mới biết phân tích logic, mới biết yêu thương. Ở đây này, đúng sai, đúng và sai ở đây. Còn não thú là não về cảm xúc. Thế thì bây giờ mình biết rồi, vì sao mà con mình nó chiến với mình, vì sao con mình nó biến, vì sao con mình nó liệt. Kể cả nhân viên của mình cũng thế, nó nhìn thấy mình nó cũng thôi đi đường khác để đỡ gặp sếp, thôi né đi, kiểu như vậy. Là bởi vì mình đã bấm vào nút kích hoạt não bò sát của họ. Các anh chị comment điều đấy đi ạ. Bấm vào nút kích hoạt não bò sát của họ. Thế nên bạn phải bấm vào nút kích hoạt não người kia kìa. Tích cực là gì? Khen ngợi, ghi nhận, yêu thương thì mới kích hoạt não người. Lúc đấy con mới biết phân tích đúng sai, mới là người chứ. Nhưng cứ đi chê bai, chỉ trích, đay nghiến, chút rác vào thì nó chẳng thế là gì. Thì chẳng kích hoạt não bò sát. Mà bò sát nó chỉ có 3 trạng thái như kia thôi. Giống như này này, tôi nói về sức khỏe. Sức khỏe thì chúng ta phải có dinh dưỡng cơ thể. Cơ thể, dinh dưỡng vận động, vận động và dinh dưỡng tâm lý. Tâm lý, dinh dưỡng cơ thể chiếm 10% thôi. 10%. Vận động 10%. Dinh dưỡng tâm lý 80%.
Nhưng hầu hết chúng ta có cho được ăn dinh dưỡng tâm lý đâu, mà chúng ta cho ăn rác tâm lý. Đó là những lời chì chiết, chỉ trích và chê bai, phán xét con, rác tâm lý. Và làm gì có cây nào quý giá mọc được từ bãi rác mà các anh chị xả rác mỗi ngày lại đòi con mình phải thành công, con mình phải ngoan ngoãn, đúng không? Xả rác vào lại còn đòi ăn nhân sâm, lấy đâu nhân sâm mà ăn? Xả rác vào thì chỉ có cây độc, cỏ độc, nấm độc mọc lên thôi chứ. Nên là những người cha, người mẹ minh triết, mua cái cuốn này đọc nữa đây này, bài học diệu kỳ từ chiếc xe rác nhá, để đừng có trở thành chiếc xe rác và đừng có xả rác vào người khác. Thế bây giờ làm như thế nào, làm thế nào để có thể vẫn góp ý được cho con mình nhưng vẫn kích hoạt vào não người của con? Ví dụ như này, các bạn đi theo tôi có chửi nó không? Tôi có mắng không? Tôi có nhắc nhở không? Có không? Có chứ. Ví dụ như Triển chẳng hạn thế, nó cầm cái chổi, nó đứng vào trong thang máy, nó trêu cái ông ở thang máy. Nó lấy chổi nó đánh cái ông ở trong thang, ông ấy xem camera. Đấy, rồi nó bấm thang máy loạn xì ngậu lên, đấy là một hành vi sai trái, hành vi không thể chấp nhận được. Tôi có chửi không? Hay là tôi vẫn con tuyệt vời lắm, cô yêu con, còn lâu, tôi cũng phải xử lý nó, đúng không? Nhưng tôi xử lý thế nào mà nó vẫn ở cạnh tôi? Tôi xử lý như nào mà nó không cảm thấy tức giận? Tôi xử lý như nào mà lần sau nó không làm lại nữa? Nó trưởng thành sau cái bài học đấy. Còn nếu mà tôi không biết cách xử lý, tôi kích hoạt vào cái não bò sát này này, thì nó có mờ nó chạy lâu rồi, nó về nó ở với bố mẹ nó cho sướng, đỡ bị huấn luyện. Ở với bố mẹ hư thì hư, bướng thì bướng, lão thì lão, ăn thì ăn, ngủ thì ngủ, đúng không? Nhà nó cũng có điều kiện mà, tội gì nó phải ở với tôi, tội gì nó phải đi theo tôi. Nên là mình có cách để kích hoạt cái não người của con. Nếu bạn thấy video thật sự có giá trị, hãy bấm vào nút đăng ký, ấn vào hình quả chuông, chọn tất cả để mỗi khi cô Lanh phát video, bạn sẽ là người đầu tiên nhận được.